bạn ơi. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Hưng Xe Điện, một kênh chuyên dành cho người tiêu dùng xe điện tại Việt Nam. Và hôm nay Hưng có mặt tại đây để review cho các bạn một mẫu xe điện học sinh trong phân khúc cao cấp. Đó là chiếc Zadia X5. Các bạn đang là mẫu X5 Zadia của hãng Zadia. Và đây là một cái chiếc xe điện phân khúc học sinh. Và nhưng mà nó là thuộc dòng cao cấp nha các bạn nha. Giá thì trên thị trường hiện tại chưa công bố, nhưng mà đây là cái mẫu chạy thử và để test thử cho các bạn xem hôm nay cái mẫu này nó có những gì. Khám phá đèn đốm trước đi anh em. Right. Trước mặt các bạn đang là hai cái dãy đèn LED rất là dễ thương. Đây, thử bật lên full đèn xem nó như thế nào nha. Đây, định vị nè. Định vị thì nó luôn sáng các bạn ạ. Chỉ cần bật xe lên là đèn định vị sáng ha. Đó, mình bật đèn cốt là nó sáng ở đây. Còn mình bật đèn pha nè. Bật đèn pha thử xem nó sáng như thế nào nha. Đây. Quá dễ hiểu luôn. Đèn pha thì sáng hai bên đây ha. Nó có một cái đèn hình giống như là chim ưng rất là đẹp nha các bạn nha. Còn đèn xi nhan thì thế nào? Xi nhan bật luôn. Bật lên xi nhan luôn cho anh em coi. Rất là sáng nha, xi nhan LED mắc cáo. Hai bên trước sau cũng LED mắc cáo hết luôn. Và đặc điểm của LED mắc cáo thì rất là sáng, rất là dễ nhận diện, nhưng mà cũng rất là dễ gãy khi để trong bãi nha các bạn nha. Rồi, mình sẽ ra phía sau để khám phá tiếp về cái phần đèn xe này. Ở phía sau xe có gì các bạn ạ? Nó là hai cái bóng LED nè, hai cái bóng LED trong đây phản quang lên cái phần này, tạo cho một xe có một cái độ sáng rất là rộng ha. Và hai cái dãy đèn LED hình chữ V nè. Đấy, mình tắt cái xi nhan cho nó đỡ nhức mắt các bạn nha. Bóp thắng được xem sao. Bóp thắng thì tất cả các bóng LED ở trong đây nó sáng lên nè các bạn. Nè, anh camera có thể quay sâu vào trong đây thấy rất là nhiều cái bóng LED. Sáng chiếc xe lên rất là đẹp ha. Ok, và đó là phần đèn trên xe. Nói về ngoại thất đi. Đây, hai cái phuộc phuộc đôi ha, có hai bình dầu. Bình dầu này có tác dụng làm cho xe nhún nhảy, nó có cái độ đàn hồi lại rất là êm ái, nó không có bị nhún liên tục là làm cụp xương sống các bạn nha. Bình dầu nè, các bạn nào đổ xe chơi xe sẽ biết ha. Bánh trước và bánh sau là 12 inch, hai phuộc đôi nè, thắng trước thắng sau cũng là thắng đĩa nha các bạn nha. Bây giờ là tất cả các xe điện đều trang bị thắng đĩa trước và sau cho mình hết. Đây nó không có combined brake system, có nghĩa là không có thắng kết hợp CBS nha, cũng không có thắng ABS luôn, chỉ là thắng đĩa đơn thuần thôi. Và đây là cái động cơ 1200W đặt trong bánh sau, hoạt động với dãy điện áp là 72V ha. Vậy có nghĩa là trong chiếc xe này nó sẽ phải có 6 bình. 6 bình mới có được dãy điện áp là 72V. Và hai dung lượng xe là cỡ dung lượng pin của xe là cỡ 20Ah. Zadia X5 đi được quãng đường 80km cho một lần sạc. Xe này chỉ mới là xe test, thế nên thông số chính xác của nó, giá bán của nó hiện tại đang nằm trong vùng bí mật các bạn nhé. Ok, và tiếp theo mình sẽ đi khám phá cái phần nội thất bên trong xe nhé. Đây, nói nội thất chứ này để ngoài trời ông ơi. Có gì đặc biệt trên xe này nhỉ? Ngoài cái việc mở xe bằng chìa khóa cơ hả? Đấy, xe nào cũng có, quá đơn giản mọi người ơi. Số 1, số 2, rồi Odo. Chữ B này là parking nha, khi mà mình tắt chữ B đi thì mình mới chạy được tiếp nha. Đây, tắt chữ B đây. Đấy, bắt đầu chạy được rồi nha. Roga bây giờ là lên đường luôn á. Đây, dung lượng pin nè. Còn cái này là cái này là giống như là cái công suất hoạt động của đồng hồ đó các bạn. Đó, đơn giản thế thôi. Xi nhan phải trái ha. Ok. Nói vậy thì cái xe này không có gì đặc biệt sao? Xe này có đặc biệt các bạn, nó đặc biệt ở chỗ như thế này nè. Mở xe không cần chìa khóa. Chỉ cần nhấn vô. Đó. Bạn thấy không ạ? Mình tắt xe nha. Tắt xe thì các bạn giữ luôn. 3 giây. Trong vòng 3 giây các bạn có thể ấn lại để mở lại. Nhưng mà sau 3 giây nè, tắt nè.
sau 3 giây cái đèn này chớp chớp nhỏ nhỏ, các bạn thấy không ạ? Sau 3 giây cái đèn này sẽ không chớp nữa, nó chớp 3 lần 4 lần thôi. Rồi bây giờ là bấm lại không được nè. À, hết được ha, mình phải bấm nút mở khóa để cho cái đèn này nó chớp chớp lại thì mới được. Ok, xe này có chức năng mở thông minh, có smart key thì tất nhiên xe này sẽ có chức năng khóa chống trộm rồi. Test thử cho các bạn xem luôn. Đó, bấm chống trộm rồi nha, lên xe thử nè. Đây không? Hoàn toàn không di chuyển được nha các bạn. Bây giờ trước sau gì cũng không được luôn. Cái hệ thống ơi, quá ồn. Để tôi tắt. Cái hệ thống chống trộm trên chiếc xe này hoạt động rất là tuyệt vời nha các bạn nha. Rất là cứng cáp và coi như là không dắt được luôn á, chứ đừng có nói mà di chuyển được 1-2 mét. Và hết rồi sao hả? Chắc là không hết đâu các bạn à. Mình giới thiệu thêm một cái chức năng này khá là độc đáo mà trên cùng ghi đông nè. Đây nè, anh camera. Đây thường thường là nút bắt xin đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ nó thành cái nút mở cốp rồi các bạn. Nè. Tò đe. Đó, là cái cốp nó tự mở lên nè. À, nói các bạn không tin đúng không? Đóng lại cho các bạn xem nè, đóng nè. Ha. Đó, anh camera quay lại gần cái cốp nó tự bật lên nè. Quay ra mình bật nè. Đó, tò đe. Chỉ bằng một nút bấm thôi, hoặc bạn có thể mở bằng cách giữ cái nút mở khóa vài giây. Hả? Thấy không? Là cái cốp nó tự mở lên ha các bạn ha. Thì nhân tiện mình mở cốp, mình sẽ khám phá luôn bên trong cái cốp nó có cái gì để cho các bạn xem nha. Bên trong cốp thì có cục sạc nè, một số linh kiện để gắn đèn, giống như là hai bên kính chiếu hậu của xe nè. Sạc bên trong xe nha, sạc cho điện thoại USB nha, cổng USB nè. Và gì đây, một cái automat nha, một cái CB để ngắt điện, thế thôi. Và cái này thì để tài liệu học tập thì được, nhưng mà cái nón 3/4 thì có vẻ như hơi chật chút xíu thôi, có thể được nha các bạn. Nón nửa đầu, mình xin lỗi, nón nửa đầu thì có thể bỏ được, nhưng mà cái nón 3/4 hoặc là cái nón full face thì không để được trong cái lớp xe này nha. Ok, và đó là về phần cấp xe. Một cái điểm rất là đặc biệt, rất là mới trên chiếc xe này thì là nó có hai cái chỗ để chân nè. Nó làm cho bạn có cảm giác rất là thoải mái khi vận hành trên đường ha. Để gác chân rất là thoải mái nha. Và cái chỗ gác chân này cũng rất là rộng rãi nè. Thì bên dưới chỗ gác chân thì nó cũng có cái chỗ sạc. Đây là cái truyền thống của Yadea thôi. Bạn nào mà xài cái series khác, cái hãng khác của Yadea thì nếu mà không tìm thì chỗ sạc thì cứ mở dưới đây nha, thì nó sẽ có chỗ sạc. Rồi ok. Alo, đất kia. Và đó là tất cả những gì về nội thất, ngoại thất của cái chiếc xe này mà mình muốn truyền đạt đến các bạn. Đây, ok, sau đây là màn đá chống lượng anh hùng của mình nha. Đặc sản trên kênh Hưng Xe Điện ha. Đây, mình tắt trước đã để cho an toàn. Cái xe này nó có 6 bình cho ra đầy dãy điện áp 72V, nên cái việc 6 bình của chiếc xe này làm cho cái đít sau của xe rất là nặng nha các bạn nha. Nhưng mà do cái thiết kế chân chống mọi thứ đều rất là thông minh, nên cái việc mà mình dựng chống lên cũng không có cái gì là quá phức tạp và quá khó khăn nha các bạn ha. Ok, và sau đây mình sẽ test thử cái hai chế độ lái trên chiếc xe, xem cái tốc độ tối đa mà nó đạt được là bao nhiêu. Bây giờ mình thử chế độ số 1 trước. Em ru đúng không các bạn, anh camera có thể quay ở dưới đít xe cho các bạn xem cái bánh xe nó quay và cái trục bánh xe nó quay rất là êm đúng không ạ, không có phát ra âm thanh gì hết. Đấy, và tiếp theo mình chuyển số luôn, chuyển sang số 2 luôn. Chuyển sang số 2 thì nó lên được chỉ có 1 km/h thôi, là lên 50 km/h, nhưng mà thực tế cái bánh xe nó quay rất là nhanh nha, nó quay nhanh hơn nhiều, cho mình cảm giác như là nó chạy được 60 luôn. Nè, bây giờ mình chuyển số 1, số 2 là anh camera để ngay ở dưới cho các bạn xem. Đây là số 1 nè. Đây là số 1 nha. Rồi sát vô nè, đây là số 2 nè. Đó. Nhanh hơn hẳn các bạn ạ. Nhanh hơn hẳn. Cái này là cũng phải là 55 tới 60 km/h chứ không phải là 50 giống như trên đồng hồ đó các bạn nha. Theo kinh nghiệm của mình đã review nhiều chiếc xe thì nó nói cho mình biết là cái này nó cỡ 60 km/h. Và đó là cái phần test tốc độ trên xe.
đỏ nha các bạn nhé. Mình mới vừa thắng ở giải tốc độ 3 đến 40 km/h, bóp thắng gấp luôn và xe thắng lại rất là đậm. Và đó là đặc điểm gọi là đặc sản trên những chiếc xe mà có 6 bình như của hãng Jadier. Như lần trước mình đã test chiếc bay các bạn ạ. Cái đít nó rất là nặng, thế nên là bạn bóp thắng gấp hay là gì nữa nó cũng không có quăng bánh xe ha các bạn ha. Cảm giác như là xe thắng rất là đậm chắc, như là có ABS vậy, mặc dù xe này không có ABS. Ok, và tiếp theo là mình sẽ leo lề leo dốc chở luôn hai người để xem cái phục này nó có ổn hay không ha các bạn ha. Lên đường thôi. Lên lề. Xuống lề. Lên lề. Em nha các bạn. Phục nhúng em. Em nha. Em không em? Phục nhúng em. Phục nhúng khá là em á, hai cái phục phục đôi ở phía sau và cái bình dầu rebound của nó làm cho mình cảm giác khá là êm ái ha. Đó. Lên dốc xuống dốc đó, mình chạy liên tục cho các bạn xem. Êm á ha, xuống dốc êm á, công nhận luôn á. Kiếm chỗ nào cam go chắc chở hơn nữa coi. Ok. Đó. Rồi, mấy bé đang chạy. Dỗ quá, dỗ quá. Tay của nó là hơi bị dữ luôn á. Không, cái phục nhúng này công nhận em thiệt đó. Review chiếc Jadier X5 của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Và các bạn nếu muốn trải nghiệm chiếc xe này hãy đến 897 Trường Chinh, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh. Đó là cửa hàng trung tâm xe điện Smile của anh Khoa, một người bạn rất là dễ thương của mình. Anh Khoa là người chăm sóc khách hàng rất là chu đáo ha. Các bạn nếu có mua sản phẩm tại mua sản phẩm xe điện thì hãy đến với xe điện Smile để tận hưởng cái dịch vụ mà anh Khoa mang đến cho các bạn ha. Video đến đây cũng đã kết thúc rồi, xin cảm ơn các bạn. Các bạn nếu thích video này hãy like và chia sẻ nó với bạn bè của mình. Hãy đăng ký kênh của Hưng để xem tiếp những video tiếp theo của Hưng trong tương lai nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.